Hỏi đáp COVID-19, khi nào thì nên tiêm vaccine cho trẻ em? Quý vị thân mến, ngày 28 tháng 8, báo VN Express đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em, đồng thời có chính sách đảm bảo tổ chức năm học mới an toàn gắn với tiêm vaccine. Như vậy, rất có thể Việt Nam sẽ sớm đưa trẻ em vào danh sách được ưu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19. Tuy nhiên, loại vaccine nào có thể được tiêm cho trẻ em và tính an toàn cũng như hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 đối với trẻ em sẽ như thế nào? Có lẽ vẫn đang là nỗi băn khoăn của rất nhiều phụ huynh. Khỏe Tự Nhiên xin được chia sẻ nỗi lo của quý vị qua những thông tin xung quanh vấn đề này ngay sau đây. Tỷ lệ trẻ em bị nhiễm COVID-19 trên thế giới đang gia tăng. Các biểu hiện thường gặp ở trẻ mắc COVID-19. Hiệu quả và tính an toàn của vaccine COVID-19 với trẻ em. Các nước nói gì về chính sách tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em? Tiêm vaccine sớm cho trẻ em thời điểm này có thực sự cần thiết? Đầu tiên là thông tin về tỷ lệ trẻ em bị nhiễm COVID-19 gia tăng trong thời gian gần đây. Như quý vị đã biết, đại dịch COVID-19 xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc đã gây ra thảm họa cho thế giới với hàng triệu người tử vong. Nhưng thật may mắn khi các số liệu thống kê cho thấy trẻ em thuộc nhóm đối tượng có ít khả năng mắc bệnh nặng hoặc tử vong do COVID-19. Dữ liệu của Úc từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 8 của năm nay cho thấy chỉ có 2,5% trẻ em dưới 9 tuổi và 2,9% thanh thiếu niên từ 10 đến 19 tuổi bị nhiễm COVID-19 phải nhập viện. Con số này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 7,7% của nhóm người trưởng thành từ 20 đến 29 tuổi. Và nhìn vào số liệu ta thấy, tỷ lệ này tăng dần theo độ tuổi. Ở Đông Nam Á, tại Indonesia, nơi chủng Delta đang hoành hành, số liệu này cho thấy khá tương đồng so với Úc. Tính từ ngày 28 tháng 7, tỷ lệ mắc ở trẻ em từ 0 đến 5 tuổi của nước này là 2,9%, trẻ em từ 6 đến 18 tuổi là 9,9%. Theo thống kê của Bộ Y tế nước này, công bố vào ngày 24 tháng 8, số người dưới 18 tuổi tử vong chiếm khoảng 1% tổng số người tử vong vì COVID-19, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 0,3%. Tại Hoa Kỳ, thống kê cho thấy tỷ lệ trẻ em nhập viện do nhiễm virus corona tăng hơn so với năm ngoái, cùng với sự gia tăng ca nhiễm biến chủng Delta. Kể từ đầu dịch đến ngày 2 tháng 9 năm nay, trẻ em chiếm 15,1% tổng số ca nhiễm. Tỷ lệ trẻ em cần nhập viện dao động ở các bang là từ 1,6 đến 4,1%. Tỷ lệ tử vong từ 0% đến 0,27% theo từng bang. Tại Việt Nam, theo thông tin Sở Y tế Hà Nội, số trẻ em mắc COVID-19 trong đợt dịch này đang có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Trong tháng 7, có khoảng 5% tổng số ca nhiễm ở Hà Nội là trẻ em dưới 5 tuổi. Tỷ lệ này đang gia tăng so với những đợt dịch trước. Còn tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, theo Dân trí, vào ngày 7 tháng 9, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, tính từ đầu năm, nơi đây đã ghi nhận 14.800 ca nhiễm là trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, có khoảng 2.800 trẻ đang điều trị tại bệnh viện. Hiện tại, đã có 13 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 và đã tử vong, chiếm khoảng 0,1%. Các biểu hiện thường gặp ở trẻ em mắc COVID-19. Sốt và ho là những triệu chứng COVID-19 phổ biến ở cả người lớn và trẻ em. Trẻ em cũng có thể bị viêm phổi với các triệu chứng không rõ ràng, đau họng, mệt mỏi quá mức hoặc tiêu chảy. Bệnh thường diễn tiến nặng từ 5 đến 10 ngày sau khi bị nhiễm bệnh, trong khi trước đó chỉ có triệu chứng nhẹ. Khi trẻ bắt đầu sốt cao, thở mệt, bệnh sẽ trở nặng nhanh chỉ trong từ 12 đến 24 giờ. Khi đó, phổi bắt đầu bị tổn thương, nồng độ oxy trong máu SpO2 bị tụt xuống dưới 95% và cần phải chuyển viện cấp cứu. Mặc dù không xảy ra phổ biến, nhưng đã có những báo cáo trên thế giới về các trường hợp trẻ bị COVID-19 tiến triển hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Điều này có thể dẫn đến đe dọa tính mạng nếu tổn thương các cơ quan không được điều trị nhanh chóng. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm chung của các trường hợp trở nặng là trẻ thừa cân, béo phì. Đây là một yếu tố gây khó khăn cho quá trình điều trị. Ngoài thừa cân, béo phì, những trẻ có tiền sử mắc các bệnh lý nền mãn tính cũng có nguy cơ cao trở bệnh nặng. Ví dụ như rối loạn di truyền, các bệnh lý bẩm sinh, tiểu đường, bệnh thận mãn tính, hen suyễn và các bệnh phổi khác hoặc hệ thống miễn dịch của trẻ bị kém. Vậy thì hiệu quả và tính an toàn của vaccine COVID-19 hiện nay đối với trẻ em là như thế nào? Vaccine COVID-19 nào được tiêm cho trẻ em?
Ngày 10 tháng 5, FDA Hoa Kỳ đã mở rộng ủy quyền sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Pfizer-BioNTech để tiêm cho cả thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi. Hiện tại, đây là loại vaccine được Hoa Kỳ và một số nước khác cho phép tiêm cho người dưới 18 tuổi. Mới đây, ngày 23 tháng 7, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA cũng đã cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Moderna cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Hiệu quả của vaccine COVID-19 đối với trẻ em ra sao? Hãng Pfizer-BioNTech đã báo cáo dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với 2.260 thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi. Trong đó, có một nửa được tiêm hai liều vaccine và một nửa dùng giả dược. Kết quả, có 18 trường hợp nhiễm COVID-19 trong số những người được sử dụng giả dược và không có trường hợp nào bị nhiễm bệnh trong nhóm tiêm vaccine. Ngoài Pfizer-BioNTech, tháng 6 vừa qua, Moderna cũng đã nộp đơn lên FDA Hoa Kỳ để xin phép sử dụng khẩn cấp vaccine cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 trên 3.732 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Kết quả cho thấy đáp ứng miễn dịch do vaccine tạo ra ở trẻ em tương đương với đáp ứng miễn dịch do vaccine tạo ra ở người lớn. Hiện tại, cả Pfizer và Moderna cũng đang tiến hành nghiên cứu loại vaccine này ở trẻ độ tuổi nhỏ hơn, từ 6 tháng đến 12 tuổi. Mặc dù vậy, người ta vẫn cần thêm các dữ liệu báo cáo thực tế trên cộng đồng với cỡ mẫu rộng hơn và hiệu quả kéo dài miễn dịch trong thời gian dài để đánh giá hiệu lực của vaccine. Việc phê duyệt bất kỳ loại vaccine nào để sử dụng cho trẻ em phải bao gồm các quy trình nghiêm ngặt tương tự như quy trình phê duyệt cho người lớn, nếu không muốn nói là ở mức độ lớn hơn. Vaccine phải vượt qua thành công tất cả các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và đáp ứng các tiêu chuẩn quan trọng về an toàn, hiệu quả và chất lượng trước khi được cơ quan quản lý phê duyệt. Một cuộc thử nghiệm vaccine COVID-19 của AstraZeneca ở trẻ em từ 6 đến 17 tuổi đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2021 tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, thử nghiệm này đã bị tạm dừng khi có các báo cáo về tình trạng đông máu ở người lớn sau khi tiêm vaccine này. Một khía cạnh khác của thử nghiệm vaccine ở trẻ em là cần có thêm bằng chứng để quyết định về liều lượng và lịch tiêm phù hợp. Điều này đặc biệt quan trọng do sự khác biệt về kích thước cơ thể và phản ứng sinh miễn dịch với vaccine giữa trẻ em và người lớn. Do vậy, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định hiệu quả ngăn ngừa nhiễm bệnh của vaccine trên trẻ em, nhất là khi các biến chủng kháng vaccine lần lượt xuất hiện đang làm đau đầu các nhà khoa học. Vậy vaccine COVID-19 có an toàn cho trẻ em không? Các tác dụng phụ thường thấy trong thử nghiệm lâm sàng của vaccine Pfizer ở trẻ em từ 12 đến 15 tuổi gồm có đau tại chỗ tiêm chiếm 86%, mệt mỏi chiếm 66% và đau đầu chiếm 65%. Đây là các phản ứng sau tiêm từ nhẹ đến trung bình và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, có hai tác dụng phụ nghiêm trọng là viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim đã được xác nhận trong giám sát an toàn tiêm chủng ở Hoa Kỳ, Canada và Israel sau khi tiêm vaccine ARN thông tin của Pfizer và Moderna. Biến chứng này chủ yếu gặp ở nam giới dưới 25 tuổi sau liều tiêm thứ hai. Dữ liệu của Hoa Kỳ tính đến ngày 11 tháng 6 đối với nam giới từ 12 đến 17 tuổi cho thấy tỷ lệ mắc là 66,7 trường hợp trên 1 triệu liều tiêm thứ hai. Con số này cao gấp đôi so với nguy cơ mắc huyết khối, hội chứng giảm tiểu cầu TTS sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Nhưng viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim ít gây nguy hiểm hơn. Hầu hết các trường hợp được ghi nhận đã đến bệnh viện điều trị và phần lớn đã hồi phục. Các nước nói gì về chính sách tiêm chủng COVID-19 mở rộng cho trẻ em? Hoa Kỳ và Canada là hai nước đầu tiên phê duyệt cho phép tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Theo CDC Hoa Kỳ, chương trình tiêm chủng cho trẻ vị thành niên hiện đang được đánh giá là có lợi ích phòng dịch lớn hơn so với những rủi ro mà vaccine mang lại. Còn tại Israel, đất nước đi đầu trong chiến dịch tiêm chủng toàn dân với hơn 60% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine. Hiện nước này đang cân nhắc tiêm một liều duy nhất cho trẻ vị thành niên vì tiêm một liều tạo ra phản ứng miễn dịch tốt và hầu như tất cả các trường hợp viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim được cho là có liên quan đến liều tiêm vaccine thứ hai. Còn tại Anh Quốc, các ca nhiễm với biến thể Delta đang gia tăng, đặc biệt là ở thanh thiếu niên lớn tuổi ở các điểm nóng dịch bệnh. Tuy nhiên, sau khi xem xét chứng cứ và cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ, GCVI, cơ quan chuyên trách vấn đề tiêm chủng vaccine ở Anh, không khuyến cáo tiêm vaccine cho trẻ thiếu niên dưới 16 tuổi. Trong một tuyên bố, GCVI cho biết tiêm vaccine cho trẻ em có thể đem lại lợi ích, nhưng lợi ích đó quá nhỏ để khuyến khích tiêm vaccine đại trà.
Còn ở châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cho phép tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên từ ngày 28 tháng 5, nhưng chính phủ vẫn tập trung vào các nhóm tuổi lớn hơn dễ mắc các bệnh nghiêm trọng và tử vong nếu bị nhiễm COVID-19. Một số thị trấn và thành phố đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em nhưng vẫn chưa có được triển khai trên toàn quốc. Chúng ta có thể thấy, cùng một dữ liệu báo cáo về hiệu quả vaccine, nhưng chính sách tiêm vaccine cho trẻ em ở các nước lại có sự khác nhau. Việt Nam ưu tiên tiêm vaccine sớm cho trẻ em lúc này có thực sự cần thiết? Chúng ta không thể phủ nhận rằng một trong những ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em trong thời kỳ đại dịch là đóng cửa trường học và thay đổi sang hình thức học trực tuyến. Việc này đã làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của cả người lớn và trẻ em. Về lâu dài, nó còn gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe tâm thần và gia tăng các bệnh lý học đường khác. Chính vì vậy, một số nước như Hoa Kỳ và Canada thực hiện tiêm chủng cho trẻ vị thành niên với kỳ vọng đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại trường. Tuy nhiên, trên thực tế, các dữ liệu báo cáo đều cho thấy trẻ em chủ yếu bị lây nhiễm virus qua việc tiếp xúc với người thân trong gia đình. Đồng thời, tỷ lệ hồi phục của trẻ em cao trong khi số tử vong hiện tại vẫn còn ở ngưỡng thấp. Các chuyên gia y tế cho rằng, trong giai đoạn này, trọng tâm của chương trình tiêm chủng vẫn là đạt được tỷ lệ bao phủ cao ở người lớn, đặc biệt là người cao tuổi và nhóm người có bệnh lý nền mãn tính có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn. Ví như ở Israel, tỷ lệ nhiễm bệnh cho thấy người lớn đóng vai trò quan trọng trong việc lây truyền và ngăn ngừa nhiễm bệnh ở trẻ em. Trên thực tế, một nghiên cứu ở Israel cho thấy việc người lớn tiêm phòng đã làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19 ở trẻ em chưa được tiêm chủng. Một lý do khác được cân nhắc tiêm chủng COVID-19 đối với trẻ em là việc triển khai vaccine COVID-19 trên toàn cầu diễn ra khá chậm và không đồng đều. Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại lớn về việc các nước có thu nhập cao bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em, trong khi nhiều nước thu nhập thấp và trung bình không có đủ nguồn cung để tiêm chủng tối thiểu cho các nhóm ưu tiên trước. Theo số liệu thống kê về tiêm chủng vaccine, tính đến ngày 10 tháng 9, tỷ lệ dân số Việt Nam tiêm đủ 2 liều vaccine là 4,9%. Trong khi đó, tỷ lệ người trên 18 tuổi đã được tiêm một mũi vaccine là 18,3%. Hiện tại, tỷ lệ này vẫn đang ở ngưỡng thấp so với các nước đang cho phép triển khai tiêm chủng ở trẻ em. Tháng 7 năm 2021, nhóm cố vấn chiến lược của WHO về tiêm chủng đã kết luận vaccine Pfizer-BioNTech có thể phù hợp cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, WHO khuyến nghị chỉ sử dụng vaccine này cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, khi đã đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine cao cho nhóm người có nguy cơ mắc và tử vong cao. Theo tiến sĩ Annie Chu, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, đối với trẻ dưới 12 tuổi, hiện chưa có dữ liệu về hiệu quả và độ an toàn của vaccine, nên WHO khuyến cáo là chưa nên tiêm chủng. Điều quan trọng là chúng ta phải dạy trẻ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 như giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông người, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, ở nơi thoáng khí, v.v. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý xoay quanh sự kiện tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sức khỏe tiếp theo.